Xin chào mọi người. Thì trong video này thì Cương Bích sẽ hướng dẫn cho mọi người cách chúng ta làm sao chúng ta biết được là cái lượt mua từ đơn hàng nào nhé. Thì ví dụ ở đây chúng ta có cái cam này chẳng hạn, đúng không? Đây chúng ta lấy lượt mua từ remarketing là 7 đơn chẳng hạn. Vậy thì từ thời trang công sở là 5 và target rock là 5 chẳng hạn. Thông thường chúng ta sẽ không thấy, đúng không? Vậy thì chúng ta quay lại vấn đề cái nhé. Đầu tiên là chúng ta sẽ đi về cái vấn đề là hiện trạng. Thì nếu mà chúng ta không cập nhật được lượt mua thì chúng ta sẽ đo lường không có chuẩn. Ví dụ như là cái cam mà mình mới cho mọi người xem vừa rồi á, thì nếu mà chúng ta chạy remarketing á thì thường thường chi phí nó đắt. Thì chúng ta nhìn vào mét chúng ta sẽ tắt, và dẫn đến là chúng ta sẽ tắt cam không đúng, hoặc là tăng giảm ngân sách nó không đúng. Hoặc là có trường hợp nữa là cái nhân viên chạy ad đó, họ cứ thấy mét rẻ mà họ không biết là tình hình cho như thế nào thì nó rất là khó để mà chúng ta có thể chạy ad đó nó tốt được đó. Vậy nên là chúng ta phải làm sao chúng ta sẽ cập nhật được lượt mua từ Messenger lên. Bởi vì nếu mà lượt mua từ Pixel thì nó cũng dễ rồi, tức là đo lường chuyển đổi, nhưng mà lượt mua từ Messenger thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Ok, chúng ta sẽ làm như sau nhé. Đầu tiên là chúng ta sẽ hiển thị lượt mua lên đó. Thì thông thường nó sẽ không không có cái lượt mua. Đây, ví dụ chẳng hạn. Đây chúng ta có cái tài khoản này nó không có cái lượt mua đây, nó không có cái lượt mua. Rồi, chúng ta sẽ vào tùy chỉnh cột này. Bây giờ Facebook thì nó sẽ đang cập nhật một chút về cái chỗ này nhé. Thì tùy mọi người, nếu mà tài khoản cũ thì lanh quanh nó ở tùy chỉnh cột thôi. Rồi, mọi người gõ đây là mua này. Đó, này chúng ta thấy lượt mua hàng không? Đó. Giá trị lượt mua bao nhiêu nhé? Đó. Chi phí lượt mua luôn nó có luôn này. Đó, rồi. Và mình lưu làm giá trị đặt trước là ok đi. Đó. Rồi, thì chúng ta thấy này. Lượt mua này. Đó. Thì chúng ta sẽ thấy là có cái thằng lượt mua ở đây, nhưng mà cái vấn đề là nó không có lên cái gì hết á. Dạ. Đó, cái này thì mạng đang hơi chậm. Nhưng mà nó loát thì cũng không lên lượt mua đâu, bởi vì cái này mình chưa có kích hoạt lượt mua cho cái trang này. Rồi. Vậy thì làm sao để chúng ta cập nhật được cái lượt mua lên đây được? Nếu không nó sẽ không hoạt động. Rồi, chúng ta sẽ đi từng cách nhé. Đầu tiên là chúng ta sẽ cách thủ công này, chúng ta sẽ trả lời qua tin nhắn của thằng Meta. Thì mọi người sẽ làm như sau nhé. Đây này, ở đây mọi người để ý không? Có cái chỗ hoạt động này. Đó, chúng ta sẽ ấn thêm hoạt động. Đại ý là nó sẽ báo chúng ta là quyền gì đó. Rồi, chúng ta xem lại và chúng ta đồng ý thôi. Rồi. Sau khi mà đồng ý xong á thì chúng ta sẽ ấn thêm hoạt động. Đó, chúng ta sẽ thấy này. Đó, ví dụ như là cái người này họ đặt hàng chẳng hạn, ví dụ vậy. Đó, tiếp theo là họ thanh toán chẳng hạn. Đó, thì chúng ta sẽ phải tạo mới đơn đó, kiểu vậy. Thì cái này nó phải cập nhật được cái số lượng nhé. Đó. Đó. Thì nó mới lên được, nhưng mà cái này á, thì nó có một cái dở là cái người dùng nó phải ấn xác nhận nữa cơ. Thì khi mà mình triển khai cho các khách hàng hay học viên thì nó có cái dở là nó khá là mất công, vì khách hàng thì có khi họ ấn xác nhận, có khi không, mà nó lại thêm việc ra nữa đó. Thì khi mà các cái hoạt động này này đó xong thì nó mới cập nhật lên lượt mua được. Và tất nhiên là cái này nó sẽ cập nhật cái chuyện mà giá trị đơn hàng nhé. Đây ví dụ như chúng ta nói giá trị đơn hàng là 750 vậy. Đó, tạo đơn hàng ví dụ vậy đi. Đó. Thì khi mà khách hàng ấn xác nhận này này. Đó. Được chưa? Còn vậy nữa nên nó hơi là lòng vòng. Ok.
Vì nó lòng vòng á nên là anh em mình nghĩ là đến cái mình đã mò ra một cái cách là tự động cập nhật đơn hàng qua cái công cụ quản lý đơn hàng. Rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi đến cái gọi là cập nhật bằng công cụ nhé. Rồi. Thì cái công cụ đó chắc chắn là nhiều người biết đó, nhưng mà ít người sử dụng. Đó là cái công cụ quản lý bán hàng của Pancake. Nó là bot của Pancake. Đó. Thì thông thường chúng ta chỉ dùng cái dịch vụ Pancake để nhắn tin thôi. Và hiện tại thì ở đây thì chúng ta sẽ sử dụng nó như thế nào. Thì mọi người sẽ tự tìm hiểu cái thằng bot rồi Pancake này nhé. Mình không có nói lại cái đoạn này nữa nhé. Nó là dịch vụ bot Pancake, tức là hệ thống quản lý đơn hàng đấy. Rồi. Rồi thì chúng ta sẽ làm như sau này. Sau khi đăng nhập đi này nọ thì chúng ta sẽ xem hướng dẫn của bên Pancake nhé. Chúng ta sẽ vào cấu hình này, chúng ta cấu hình thông báo này. Đó. Và ở đây thì chúng ta sẽ sử dụng cái này này. Đó, đây. Đồng bộ sự kiện với Facebook này. Được chưa? Thì ở đây có hai trường hợp mọi người nhé. Trường hợp thứ nhất á, đây là sẽ đồng bộ đơn hàng mới. Được chưa? Và nếu mà sự kiện là lượt mua thì sẽ được đồng bộ là đã xác nhận. Được chưa? Nên là nếu như mà chúng ta nếu mà mọi người đang sử dụng hệ thống quản lý đơn hàng bằng Pancake á thì nó sẽ tự động nhé, nếu mà chúng ta đã xác nhận nhé. Nhưng mà tức là nếu mà ở đây mình trường hợp từ gần này. Nếu này mình nói này, nếu mà sử dụng Pancake thì không sao, nhưng mà ví dụ giống như cái khách hàng của mình hiện tại đi, tức là họ không sử dụng Pancake để xử lý đơn hàng, nên là chúng ta sẽ có một cái thủ thuật nho nhỏ ở đây. Rồi thì mặc định á ở cái hệ thống Pancake này này thì khi mà chúng ta có một cái khách hàng gửi số điện thoại á, hệ thống nó sẽ tự động tạo một cái đơn hàng mới. Tức là nếu nếu như mà chúng ta sử dụng Pancake thì nó sẽ gửi lên đúng thông tin sản phẩm nhé. Còn nếu mà không sử dụng Pancake thì chúng ta sẽ dùng cái thủ thuật nhỏ này. Rồi. Ở đây á, thì chúng ta sẽ chọn là mới này. Và chọn sự kiện này, là mua luôn. Đó. Ở đây thì nó cho là nhập cái giá trị mặc định, ví dụ cái đơn hàng của mình mặc định là 1 triệu đồng đi, tức là giá trị đơn hàng trung bình. Hôm bữa thì bên mình thử là đã xác nhận, nhưng mà khổ cái đã xác nhận này này thì khi mà cái đơn hệ thống tạo tự động á, chúng ta không có địa chỉ á, thì nó không cho xác nhận. Vậy nên là mình đã thử bằng cách là mới, được chưa? Ok. Đó. Thì thường thường ngoài sau khi mà làm thế này á, thì nó cũng phải mất tầm khoảng vài 3 tiếng gì đó thì nó mới lên được mọi người nhé. Và chúng ta sẽ có được cái kết quả như thế này. Đó, nó sẽ cập nhật lượt mua lên. Đó. Thì cái lượt mua này là mình đang 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 chơi kiểu vậy á, tức sử dụng cái thủ thuật đó. Thì tất nhiên nó sẽ không đúng đâu, bởi vì có thể khách hàng cho số điện thoại nhưng không mua thì sao, nhưng mà trường hợp đó thì chúng ta bỏ qua nhé, ý là để chúng ta được kiểm soát nó được tốt hơn thôi. Rồi, ok, chúc mọi người sẽ thành công nhé. Rồi, hẹn mọi người ở cái video
tiếp theo mọi người nhớ theo dõi kênh Cương Bích của mình nhé, và website cươngbích.com nhé. Hẹn mọi người ở cái video chia sẻ tiếp theo.